Vâng, kính chào các bác. Bây giờ em đang đóng gói đôi Lộc Bình Phúc Đức. Buổi sáng em có quay cho các bác xem cận cảnh rồi thì bây giờ là sẽ là bên em đóng gói và chuẩn bị vận chuyển luôn. Tất cả những cái hàng này bên em sẽ phải đóng gói rất là cẩn thận. Đó, sau đó vận chuyển lên xe. Đấy. Đây là phần xốp mỏng thôi, nếu mà đi xa bên em sẽ đóng gói những cái phần xốp nó sẽ dày hơn. Bên em vận chuyển toàn quốc các bác nhé. Các bác nào có nhu cầu xem Lộc Bình thì không đừng có ngần ngại thì liên hệ bên em qua số hotline là 0918 482648. Bên em sẽ tư vấn qua inbox cho các bác để các bác xem trước. Cần thì bên em sẽ quay video. Để nên các bác sẽ rất là yên tâm khi mua hàng. Không cần để đây. Bên Lộc Bình này sẽ có đế gỗ các bác nhé. Buổi sáng em có quay rồi, các bác nào đặt trên đế gỗ. Đó. Đây là chiếc Lộc Bình Phúc chữ Phúc và đây là chiếc Lộc Bình chữ Đức. Thì chút nữa em sẽ đi sẽ quay luôn tại nhà khách hàng để cho mọi người cùng xem. Đó. Vâng, xin chào, thì em sẽ quay lại. Để cho Dũng ngồi mà. Dũng ngồi đây. Vâng, xin được kính chào tất cả các bác. Em đang trên đường áp tải đôi Lộc Bình vẽ vàng cho khách hàng tại Hà Nội ạ. Lúc trước em đã quay tại showroom cũng như là quá trình lên hàng để chuyển hàng đi. Thì bây giờ em đang trong xe đây. Đấy, em đang áp tải đôi Lộc Bình, tất cả được xếp gọn gàng ở đây rồi. Đây là trên đường D Bát Tràng này các bác nhé. Sẽ vận chuyển tới gói thứ 6 Hà Nội. Quá trình đi chắc sẽ là đơn giản thôi, nhanh chóng thôi, cũng không lo tắc. Nhưng vấn đề lo nhất là nhà khách hàng tầng 5 lại không có thang máy, vậy nên là nó sẽ hơi vất vả một chút trong cái việc di chuyển. Nhưng mà bọn em cũng quen rồi, thì cái tầng 10 cũng đi được hết các bác nhá. Thì đi xong nghỉ thôi. Đấy, đảm bảo đến tận chân công trình luôn, mà đến tận bàn thờ luôn chứ không phải chân công trình đấy nhá. Nên các bác yên tâm. Bên em trong 2023 này sẽ quay rất nhiều video dạng như này, thì các bác mong các bác ủng hộ, đăng ký kênh giúp bên em. Đây là một trong những video rất là dài, từ lúc từ showroom này, lúc lên hàng này, lúc vận chuyển nữa. Đó, thì các bác nhớ xem đến hết video nhé. Cho em xin một like, một chia sẻ, cũng như một đăng ký kênh để em có động lực làm những video khác cho các bác xem, các bác nhé. Chút nữa trên đường đi thì em sẽ quay những cái điểm khác nhau. Đây thì đang ở trên D, từ D Long Biên Xuân Quan. Và đi đến Võ Thị Sáu là sẽ đi qua cầu Vĩnh Tuy. Đó. Đây, hai bên đường D đây các bác nhé. Thì chút nữa em tiếp tục sẽ là quay những cái đi trọng điểm để các bác xem. Vâng, em quay trở lại các bác đây ạ. Đây là em đang ở lối rẽ từ Đàm Quang Trung lên mặt cầu nhá, chân cầu Vĩnh Tuy. Đó, rẽ một chút nữa thôi là lên cầu rồi. Trời hôm nay mưa và ẩm ướt, đi trên đường này cũng rất là nguy hiểm. Đây, như quý vị anh chị đang nhìn thì đây phía trước thì là phần
cầu rồi đấy ạ. Chưa thông xe, chưa có ai đi cả bên kia. Hiện thời mình vẫn đang đi làn cũ, sắp tới là sẽ đi cái làn mới bên kia, nó sẽ đẹp hơn. Ở bên này là bên mặt sông, ngay sát sông luôn, ngay bên lan can là sông luôn các bác nhé. Các bác xem này như là live stream với các bác nhé. Các bác chỉ cần chia sẻ, đăng ký kênh giúp bên em thì bên em sẽ quay những video mới cho các bác xem. Cứ có đơn bên em đi sẽ quay các bác nhé. Bây giờ đường cầu Vĩnh Tuy rất là đẹp đấy. Hai nhịp rồi, mỗi bên một nhịp. Sắp tới thông xe thì sẽ giải tỏa bớt cho nhịp bên này. Vâng, bọn em đã đến số 9, ngõ 90 Võ Thị Sáu đấy ạ. Ngõ này là nhà khách hàng, ngõ này có vẻ hơi nhỏ, xe em chắc là vào được ạ. Không vào được, không vào được. Vâng, em sẽ liên hệ với khách hàng. Vâng, em đã tới nơi khách hàng rồi đấy ạ. Hiện thời em đang ở chỗ ngõ 90 Võ Thị Sáu ạ. À, chỗ này ngõ 90 Võ Thị Sáu, em đang có đôi lọ, đây em đang vận chuyển từ trong ra ngoài đấy ạ. Còn đây là một chiếc em đã bê ra ngoài rồi. Xung quanh đây là Aha Cà Phê, rất là đông ạ. Mọi người ở đây rất đông, chú Phúc Lâm Cà Phê. À, sau đó em sẽ vận chuyển đôi lọ này để cho khách hàng vào phía trong kia, phía rất là xa, phía đằng trong kia nhá. À. Đấy, hàng đến đây đảm bảo rồi. À. Một chút nữa thôi em sẽ bê đôi lọ vào phía trong kia. Đấy, phía anh phía xa kìa. Ok ok, bây giờ em sẽ vận chuyển đôi lọ vào cho khách hàng ở phía trong ạ. Đôi đây, chiếc này em sẽ gửi tạm đây. Đó. Khách hàng cũng tương đối là xa đấy ạ. Đi tương đối là xa đấy, khoảng từ đầu ngõ vào trong này nó khoảng cỡ 50m. Nhưng mà bê đôi lọ cũng rất là nặng nề và rất là cẩn thận ạ. Đôi lọ của em là hàng vẽ vàng, không hề đơn giản đâu ạ, bê cũng rất là cẩn thận luôn. À, đây tới gần tới nơi rồi đấy, khu văn hóa cư dân phường Thanh Nhàn, ủy ban nhân dân phường Thanh Nhàn đó. Vâng. Vâng, chào ông ạ. Vâng vâng, cháu cứ để tạm đây đã nhé, để cháu di chuyển cái chiếc kia vào cho nó an toàn. Vâng. Ui, nhà mình nhiều rượu thế ạ. Hơi nhỉ. Hay quá, nhìn trông đẹp quá. Em chỉ thích nhìn rượu thôi, không biết uống. Nhìn đẹp thì thích, không biết uống. À, chờ chút em đã vận chuyển nốt cái kia vào. Một tơn như thế này khoảng 50m các bác nhá. Sau đó em sẽ phải vận chuyển là trên lên tầng 5 nhà khách hàng nữa. 100m cơ. Thế à? Em dự trù khoảng 50m thôi. Không đến 100 đâu, chắc chỉ 80 là cùng thôi. Và có một điều rất là hay là em sắp tới chỗ Private Gym. Nó sẽ có một cái điều rất hay cho mọi người cùng xem đấy ạ. Rất tuyệt vời nhé các bác nhé. Hồi nãy thì tuyệt, thì bây giờ thì không. Vừa đấy có một em gái rất là đẹp ạ. Đây. Quá là vất vả cho shipper của chúng em ngày hôm nay. Nhưng mà cái gì cũng có công của nó. Dạ. Không không, đồng thứ nhất là đồng không làm lục bình mấy. Lục bình chỉ có sứ với gỗ là chính thôi. Còn đồng thì ví dụ mình có trang điểm là mình bọc thôi.
Vâng, ok ok ạ. Ông cũng lên đúng không ông? Vậy cháu bảo ông lên trước đi. Sao có gì ông chỉ đường cho cháu để đi cho nó dễ. Vâng. Còn anh ở dưới thì tí nữa lên thì ông cứ ở trên, ông chỉ chỗ nào cho đặt từ đấy. Ở trên này có kéo rồi. Ông cứ lên trước đi ạ, ông cứ lên trước đi ạ. Đây có dây anh ạ, hàng nó phải có kỹ nghệ anh ạ. Vâng, làm gì nó phải có kỹ nghệ. Vâng, cái hàng này nguy hiểm lắm, đơn giản thôi ạ. Vâng. Nghĩ thì lên rượu thì làm sao mà có sức bê hả ông? Đi lại vẹo mất. Đây ạ, đây ạ. Cháu cứ bấm nhá, cháu cũng chả biết cái nào. Ông cứ lên thẳng đi ạ. Rất nhiều rượu ạ. Nhà mình có bán đúng không? Nhà mình bán rượu không? À đây ạ. Nhiều mùi thế, nhiều mùi tuổi mộc ấy. Bà. Vâng. À đây rồi. Nhiều mùi thảo mộc ấy. Mỏi nghỉ anh ạ. Mỏi nghỉ xong là xuống dưới kia bê. Xong lại lại lên dần anh ạ, chứ bê thẳng nó hơi mỏi. Nghỉ đi anh. Vâng, nghỉ đi ạ. Còn mấy tầng không nhỉ? À đây là luôn đi không? Vâng, ok ok ạ. Cứ bê không đếm ạ. Không đếm anh ạ. Ông lên trước đi, cứ lên đi ạ. Vâng, ô tô chị ạ. Máy này là máy gì đấy chị? À. Kiểu như khoan thôi đúng chị. À, cái đấy là cái ở cái ngũ sự đồng. À thế ạ. Đây là chân với nắp thôi đúng không chị? Vâng. Cũng mệt đấy. Tí về phải làm một khóa massage cấp tốc này. Trước khi đi em cũng ngắm rồi. À thế ạ. Hay là cứ đặt hai bên xong mai ông bao sái sau. Thì cháu sẽ vâng, sợ bê sau nặng cũng khó bê ấy. Thì ông cứ vâng. Anh cứ nghỉ đi một lúc đã. Mình bỏ dừa đúng không ạ? Bỏ là hợp lý không ạ? Trông cái nó sẽ đẹp hơn, khuôn viên nó sẽ đẹp hơn đúng không ạ? Mai bỏ, mai về lên xong ra. Chú có cái gì bỏ đi bỏ. Không cần thiết mà. Để zin luôn. Vâng. Không, đây con để ra ngoài để con bê cho dễ. Xong bắt đầu mình đẩy vào sau không ạ? Tại vì nền của mình là nền gạch nó trơn. Nó rất là dễ kéo ra kéo vào. Chính nhá, anh lùi thêm một chút nữa đi anh. Lùi vào anh. Vâng, lùi vào ban một chút nữa cho nó cân bên này. Lùi gần sát ban được. Còn để cái bàn đấy, mình gỗ đấy rồi. Rồi là cân hai bên rồi đấy anh. Ok. Bây giờ ông có muốn sát thì để sát thêm thôi không ạ? Ừ, rồi. Nhưng cháu nghĩ là để thế này là đẹp rồi, tại vì bên này tương đối cân. Còn không mình di chuyển cũng thoải mái, tại vì thứ nhất mình đang rộng này. Cái này cháu tư vấn thế này ạ. Thứ nhất là cái mình đỉnh để vào giữa rồi. Bát hương đẩy ra. Hoa quả hai bên nó sẽ đẹp. Và phía dưới phải có một bàn bát cơm nữa. Chính là nhà là đây là cháu tham khảo họ thôi. Nếu mà để đẹp ra là ông nhất cái hai cái cuốn thư này ra, ông ốp toàn bộ cái này ra, nó có cái tường nhựa vân giả vân gỗ cả cửa võng nữa, xong là ốp phẳng tít tại đây thì ông bắt đầu đo khoảng cách giữa hai bàn thờ án ra thì rất là rộng, vì ông bỏ cái giường ra rồi mà. Vâng, bên này cả hai trong cái gì, vâng không thì có nghĩa là gian thờ nó sẽ nít cho được giữa này đâu ạ. Vâng, thì ông ốp cái mặt này là mình sẽ ốp kín luôn này.
có kiếm từ cái phẳng từ cái thằng từ cái anh nhớ ở nhà em không ạ? Cái phần CNC đằng sau ấy ạ. Mình sẽ làm đằng sau nó sẽ ấm và đẹp hơn. Và nhưng mà nó hơi cái, đúng rồi. Cái án gian này ra tận giữa này được luôn này. Vâng, xong xong cái chỗ này mình là cột và cái mình đặt cái lục bình vào trong thì nó sẽ được cái thì, ra ngoài. Đây ông tự nhiên ông bị bỏ cái khoảng trống này nhá, một cái ra thôi thì vì khi nếu ông kê dọc cái giữa này thì bàn gỗ ông để thẳng ra đây được, không bị gì cả, không được chạm gì đấy nữa. Vâng, đấy là anh nghiên